tôi với anh Toàn thì lại là hai đứa cháu ngoại thì là cũng ở chỗ khác. Từ bé cũng như bác Toàn thì bác bảo bác cũng chẳng thích võ, nhưng mà thôi tôi cứ duyên. Xong mà tôi cũng chẳng thích võ nhưng cứ duyên thì nó đến. Thế đôi lúc thì trong gia đình thì chú bác thì cũng là thay bố mẹ. Đó, bố mẹ thì như đánh mình. Nhưng mà người mà thì bác mình thì là người bạn, người thầy của mình. Thế thì con cân nhận càng lớn thì thôi, đấy thì bố mẹ đẻ ra những cái người chỉ dắt mình và chỉ định hướng là chính là người thầy. Tôi đi học và tôi tập đấy mà có khi là có một số người trong gia đình còn không biết thằng này đi làm gì. Bởi tôi ăn tôi ngủ cả buổi tối, tôi ngủ dưới đấy mà. À, tôi ngủ với cụ, hai bác cháu ôm nhau ấy. Về cụ thì cụ có con đâu. Mà câu chuyện này thì phải nói nhớ mà nó là cái ký ức. Chúng tôi nhớ rất lâu. Hôm đấy thì mình làm cái cốc bia. Uống xong là mặt mũi là không phải là tái mà mặt mũi lại hồng hào, hồng cầu tốt mà. Đấy, uống xong thì hôm đấy mình biết rồi, mình còn bé, chưa đến tuổi thanh niên mà tôi về. Chắc chắn vào cái buổi chiều đấy là bác đang dậy. Thì cái đầu tiên đứng ngoài thì bây giờ mình phải quan sát cái người bác của mình trên cái ánh mắt của cụ như nào. Đấy, tôi chỉ thấy loáng một cái đi thôi. Thấy bác đi một cái đôi guốc mộc. Đấy, bác dẫn chân tay bắt đầu đi lại các thứ bắt đầu. Bác đi lùi ra một góc vậy rồi. Thì có một con đường đi vào, một phát tôi phi vào trong. Thế là đúng cái lúc tôi phi vào trong thì bắt đầu là bác lại đi tập để đuôi lại gần đến đây. Thế đi vụt qua một phát đến bốp phát, tọt vào trong luôn. Đấy thì mình biết là tại sao là mình bị một phát đấy rồi. Đấy thì biết là ông bác ông tính ông rất là nghiêm rồi. Thì cơm nước xong hai bác cháu ngồi ăn, ngồi nói chuyện thì nó không được thoải mái tự nhiên. Còn bé thì mình sẽ làm sao làm chủ bản thân được. Đấy, bảo bác đánh con đau quá. Bảo đau cái gì? Học mày không học, mày đi đâu? Tại sao mặt mày lại đỏ? Ngồi yên thôi, em bảo cho con uống một tí thôi. Có một chút thôi. Con có uống nhiều đâu, con biết là con bé. Đấy. Mày phải nhớ, tức là dù ở cái lứa tuổi chuẩn bị bước vào tuổi thanh niên rồi, thì làm cái gì cũng phải làm được cái chủ cái hành vi của mình. Sửa một cái cửa cũng thế thôi, tôi với ông Vinh sửa một cái cửa. Ôi rồi xuống tập thế nào thì tập thì xuống để tập mà hôm nay sửa cửa này hết cả thời gian, hết cả ngày. Một cái cửa, từ sáng tới đến tối mới sửa xong cái cửa. Ra bà cò, bác ơi, cửa được rồi. Nên ông ra, mở. Có tiếng kêu. Mà sao tài bác tình thế nhỉ? Còn chẳng nghe tiếng kêu gì. Cái bản như thế này là được à? Khớp gì đây? Chúng mày đang tập, chúng mày đang phá lỏng cái gì? Cuối cùng lại bắt đầu hai anh em tháo cửa ra, bắt đầu kè cái lòng đèn các thứ nào. Đến khi đến chuẩn rồi thì bắt đầu trời tối lui. Thì đấy cũng lại là một cái kỷ niệm mà nhớ, một cái bài học để nhớ. Thôi thì tóm lại thì bây giờ là cái cuộc sống, cái thời bao cấp của cụ thì không nói thì mọi người cũng biết rằng, đúng không? Là nó sinh hoạt, tức là nó cũng hết sức bình thường thôi. Đấy, đấy cụ thì cụ thích ăn cay này. Đó. Cụ thích ăn rau muống hay là một bát canh ăn quả cà này. Cụ chỉ nói một cái câu vì tôi là trong gia đình, không biết là bên ngoài có nghe không. Đấy, thì tôi cũng có lần tôi bảo bác giỏi như thế này thì bác cần gì phải tập nữa nhỉ, bác nhỉ? Thế thì cái ngôn từ mà bác dùng thì tôi cũng không thể nói ở đây được. Nhưng mà đại khái là con phải hiểu, đến chết cũng vẫn phải học. Đấy, đấy là cái mà tôi nghe cụ có một cái buổi mà cụ nằm ở cái giường sắt ấy. Thì tôi ngồi bàn uống nước, cụ vừa nằm hút thuốc thì tôi cũng vừa ngồi hút thuốc. Cụ chơi một bao thì tôi cũng phải rửa bao. Mình cũng người thầy sau này vẫn cứ chỉ dạy mãi cho đến ngày sau đấy là tôi sang Nga. Tôi vẫn vẫn nhớ vấn đề đó. Tôi bảo cái máy võ, như võ mình giỏi à? Sang Nga đấy thì mình sang làm việc bên đấy này cũng dặn dò đừng có mang cái kiến thức võ ra một hù dọa. Mà cụ mất đi thì khi mà tôi đi Nga về thì cái thời gian đấy tôi có xoáng
uống ngồi sâm banh với cụ thì sau mấy hôm sau thì cụ mất. Mà trong một cái đám tang mà tới 70-80% là toàn học sinh thôi. Đấy, toàn học sinh, tức là mọi người rất là... Đấy chứng tỏ một cái tâm huyết của một cái tấm lòng, một cái đạo lý mà cụ đã để lại, một cái văn hóa cụ để lại. Là cái đạo của một cái người học một cái văn hóa võ. Đấy, mình phải dùng từ văn hóa trước rồi đến võ sau, không phải là võ văn hóa. Đấy. Tôi cũng có cả quãng thời gian là tôi ngừng, tôi không dạy chứ. Thế nhưng mà có một lúc nào đấy mình tỉnh giấc, mình thấy thiếu trách nhiệm chẳng hạn như thế, mình tự soi xét lại mình như thế. Cái văn hóa thể thao là chỉ lớp trước lớp sau, ai thiếu cái gì thì bổ sung cho nó đầy lên, cho nó đủ lên, có vậy thì mọi người mới ngồi được với nhau, thì như thế mới tỏ được cái tấm lòng của cái người học sinh đối với cái người thầy. Ngày xưa thì cụ không nhận cụ là võ sư. Đấy. Sau này cái danh sư thì cũng do học sinh phong lên thôi, chứ cũng có thích những cái đấy đâu, thực chất thế. Thế thì để mà tỏ một cái lòng trân trọng cái giá trị văn hóa đích thực đấy, thì chúng ta hãy mỗi người một chân một tay để giữ được, trước hết là giữ được cái văn hóa, và hay được truyền bá cho nó rộng ra bên ngoài để ai cũng được hấp thụ kiến thức, để làm cho một cái xã hội nó tốt đẹp hơn. Đấy, thì bây giờ cái điều kiện, một cái cơ hội ấy, ngôn từ ta phát ra cũng thoải mái, ta nói ra cũng thoải mái, mạng TV các thứ nói ra rất nhiều về Vĩnh Xuân. Thế thì những thế hệ chúng tôi cho đến những cái thế hệ sau này thì cũng nên gặp gỡ nhau, nên trao đổi với nhau. Thế nhưng mà cứ mỗi một lần mình gặp lại nhau, ví dụ như tôi gặp anh Dũng hoặc là độ khoảng hơn năm nay, tất cả những nội dung đấy nó không xa lạ mình, nhưng trong đấy cái nội dung khác rất nhiều, bởi vì cùng là cái bài tập cơ bản, nó có căn bản của căn bản, căn bản của căn bản và căn bản, điều rất khó. Đối với tôi hiện nay 63 tuổi, tôi cho rằng lúc nào mình còn cựa quậy được là mình sẽ học. Và tôi thấy rất rõ và quý mà Tú Văn nói bằng ngôn ngữ, bằng vận động tay chân. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rất rõ và tôi đã nói mà bác không học Đạo Đức Kinh mà bác nói bằng chữ khác, nhưng mà rất giống Đạo Đức Kinh. Đấy. Thế thành thử ra là nếu như không có một cái môn tập như thế này thì mình cũng khó có thể cụ thể hóa những cái tư tưởng rất là sâu sắc của Lão Đức. Đấy. Và những cái tư tưởng lại còn sâu sắc hơn nữa của Đức Phật. Thế cho nên tôi cảm thấy rất may mắn vì tôi đã biết Vĩnh Xuân. Mỗi thế hệ thì cũng giữ lại được những cái học sinh nhất định thôi. Chứ không phải là mình dạy 10 người, dạy 20 người thì sau đấy những thế hệ của mình, tất cả những người đấy đều hoạt động để giữ gìn cái văn hóa đấy. Đấy thì những thế hệ đầu tiên thì tôi dạy thì một số người ở cái thời kỳ đấy mình cũng còn ít tuổi mà, thì sau khi mà tôi lại dạy lại những cái lớp bây giờ ấy thì họ cũng qua đến chơi và họ vẫn có một ý tưởng, vẫn có một cái niềm say mê đấy, tuy là họ không có cái điều kiện mà phát triển được. Thế đến cái thế hệ tiếp theo, mà cái thế hệ lớn mà gần đây là những cái thế hệ như là Thủy Anh hay là Dũng Chí Dũng hay là ông Sergei, một cái người Nga mà trong cái quá trình anh dạy thì có khi là dạy cũng gần chục người nhưng cũng khi chỉ 3-4 ông làm thôi. Thì đấy cũng là một cái điểm mà tôi nghĩ đấy cũng là cái dấu ấn mà mình thấy cái thành quả mình lao động mà truyền bá cho học sinh, họ cũng có một tâm huyết, họ cùng với mình chung sức để giữ gìn và văn hóa để duy trì đó, để làm sao cho mọi người cùng là ngồi lại với nhau, đoàn kết lại với nhau. Cái đấy thì cũng là điều tôi nghĩ là cần thiết. Thì ai nói gì thì nói, nhưng mà mình cũng trân trọng cái điều này. Đã phải làm rồi, họ cũng đối hỏi xin cái vấn đề đó rồi.
môn với nhau động động sức khỏe mà. Làm sao mà những cái thế hệ mình đào tạo họ trưởng thành được, đấy là niềm vui.